Xin chào tất cả mọi người. Ngay lúc này, câu chuyện chấn động vùng quê, cả làng xôn xao, đó chính là một cô gái ở phía xa xa, thấy không? Chấn động, đó chính là câu chuyện cha ruột, người con gái trao thân cho cha dượng đó, bất chấp người cha dượng này đã ăn nằm với mẹ. Em nói mọi người là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ập vào cái chòi để tìm hiểu, mà không hiểu tại sao cái câu chuyện mà người cha dượng với một cô bé xinh đẹp này lại thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng đến như vậy. Thì sau đây mời tất cả bà con cô bác chúng ta hãy cùng xem đến cuối clip nha mọi người. Hiện tại trên TikTok đã 7 triệu lượt xem rồi, còn trên YouTube thì hiện tại nó là cả gần triệu cả nhà. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng xem đến cuối clip nhé, để chúng ta tìm hiểu câu chuyện cô gái gọi là tình nhân tình địch của mẹ mình nha cả nhà. Mọi người lắng nghe nhá. Căng ngày quá, căng ngày. Cùng với công an tới cả nhà. Đúng, công an. Đổ hết đi, nấu luộc trong đó rộng. Vợ Dượng ơi, con Thư Kỳ nó kêu Dượng đi mua băng vệ sinh kìa, nó tới tháng rồi kìa. Để anh chung Dượng lấy con gà. Gì đó, Dượng nói sao? Nó lớn đi cơ nào, không nghe. Chúc Dượng liếm luôn khỏi mua vệ sinh tốn tiền. À, Dượng lớn liếm luôn khỏi mua bán vệ sinh tốn tiền đúng không? Nhưng mà đâu phải, nhưng mà Thư Kỳ nó chịu không? Nấu gì, nấu gì đó đại ca? Nấu gì? Như mình xào bầu với xào lại ha. Mình xào bầu cái này rồi hấp tây mình muốn kho hay muốn làm gì? Muốn làm gì là? Luộc đi. Dượng ơi. Dượng ăn toàn đồ bổ như vậy. Sức khỏe của Dượng mạnh lên thì sao? Mạnh lên thì mẹ con cày cày hương với Dượng. Nó được nhờ phải không? Nghe vẻ Dượng đảm đang nhỉ? Dượng phục vụ hết cả mẹ con thế này à Dượng? Vừa nấu ăn, vừa làm công việc, vừa làm gì cũng hết. Cái chòi này một tay Dượng dựng lên cho mẹ con luôn à? Không, có tỏi không? Hả? Có trong tủ lạnh. Tủ lạnh đấy Dượng. Thôi đừng ôm, đừng. Cái chừng vô thế rồi xong rồi bắt con bé vô thế rồi bút sợ cả nhà ơi, bút sợ nhà ơi, có tỏi hành kìa đó. Rồi xong rồi hai vợ, hai cha con đang làm gì kia? Ui, hai cha con đang làm gì kia? Rớt rồi à, làm gì đó à, hai cha con âu yếm nhau quá ha. Đó, tối đêm là hành sự trong cái chòi ở trong, mọi người thấy không, chòi bên trong là đêm hành sự đó. Gặp bên kia thằng kia nữa cả nhà. Ôi Dượng ơi, Dượng phải chậu sống đi. Thằng này là thằng nào đây? Nó cầm máy quay này cả nhà. Chạy đấm nó quá. Chồng cũ con Thư Kỳ. Chồng cũ Thư Kỳ đúng không? Nó đến nó phá đó, nó ghen đó, nó phá nó quậy dơ đó. Thằng đó đó. Thằng này mà nghe đâu không có tiền mà suốt ngày nó cứ sơ vin mặc áo sơ mi nhỉ, không hiểu. Bên này nó dình mò cái gì? Nhưng mà Dượng phải để ý đó nha, thằng này nó lấy đó. Chắc đang lấy cho nó bé thằng Kỳ vậy. Nhất lồn nhì lé là sư phụ phải né mấy cái này ra. Mấy thằng lùn vậy chứ nó đê lắm. Ừ. Nhưng mà theo sư phụ là mấy thằng lùn là khoai nó to không? Khoai nó tính nhân nó à? À, cũng lùn thế ha. Có khoai là dẻo. Rồi hút cho Dượng hút thôi. Tình cảm quá. Mồi thuốc cho nhau hút nữa. Ui dồi từ thế này. Này con sân chơi đây. Ghê. Con bé này nó ngoan lắm, nó nghe ông lời ông này lắm, không hiểu sao mà nó nghe lời dữ lắm nha. Ông phục vụ ông vụ này tốt thế là gì nữa. Ui dồi. Như là chuyên nhật nha. Ui dồi. Cái mùi lòng, cái đĩa lòng ở dưới này à, đĩa lòng dưới luộc hay làm gì là Dượng? Ủa, gói vô sao cái này. Dượng mà giống ông lão xình xích thế nhỉ? Thì đó, ông xình xích con bé mà. Dượng khai mau ơi, Dượng xình xích con bé ở đâu chưa? Xình
xịt xịt quả gì? Mới sau này thôi. Mới sau này à? Tức là khai rồi đúng không? Tức là ông xịt xịt những lúc mà ấy chân gối đó. Đúng rồi, xịt xịt mới sau này thôi này. À. Hay đó. Khai rồi đó. Nói thật nha, Dượng, Dượng có chơi mấy cái đồ như cái roi không? Không, Dượng không chơi bằng cái roi đâu. Có chơi xích chó không? Cái roi nó đau lắm. Có xích gió thì xích vô cỏ. Xong rồi bắt đi vòng vòng hả? Ừ. Đi liếm sữa hay sao? Thôi, nãy giờ Dượng nói xích xích gì với ai mà làm vậy? Thôi. Đàn bà làm như chó mèo xích. Nhưng mà Dượng thích bé Thư Kỳ mặc đầm cô gái hầu không? Cô hầu không? Không, Dượng thích mặc kiểu vậy nè, nó mới có cảm hứng. Cảm hứng hả? Tối ở đây tắt lửa tối đèn có nhau rồi có khi nào bắt ra bụi rùm lùm cây dừa không? Có chứ. Có hả? Này bữa nào phải để tối lại nghiên cứu mới được. Ủa mà con thấy là người ta xào, người ta cho cái đồ động vật trước chứ sao lại cho... Không, cái phải cái này nó chín rồi. Này nó chín sẵn rồi. Chút mình đi nếm cho mình bỏ này vô, mình ấy lại. À, luộc rồi hả? Này luộc rồi. Rồi. Chín rồi. Thôi con đấy còn phải muối đâu nữa. Muối trên đó. Cái đó là đường. Được rồi. Muối trên là chứ đầu. Muối trên rồi. Mà nấu này con Thư Kỳ nó ăn vào nó chết. Rồi có gật bớt ra đi, trong để nó ngọt. Không có ý là lấy thìa gật bớt ra. Canh dưới à. Sao mặn. Dượng ăn mặn thế. Nghi ngờ trình độ nấu ăn của Dượng phát rồi. Dượng ăn mặn đái chai rồi. Mà ngọt không các bạn? Đường. Đường hết rồi, đường được rồi. Có bột nem kìa, bột ui mẹ ơi. Phí quá. Chân run thế. Đó cái bột nem đó, tận sư Dượng thấy không? Ừ. Ui dồi, ấy à. Chuyên nghiệp quá. Mà sao cái chân của Dượng nó sun đi nhỉ? Nó bị trả bài sáng sớm, con Thư Kỳ bắt trả bài rồi. Có khi nào Dượng bị tụt canxi không Dượng? Chân run mà đi hết nổi rồi. Khi nào Dượng bị tụt canxi không? Dượng già sao bằng mấy con được. Kỹ năng chỉ Dượng giỏi, mỗi lần là Dượng 45 phút mà. Sự nấu chuyên nghiệp. Dượng nấu này biết con Thư Kỳ dám ăn không? Không dễ nghe rồi. Đâu, hôn lại cơ. Đâu, làm lại cơ. Còn đang cái nữa, cho đều. Có sợ không chín nữa Dượng ơi. Kêu bạn trai của con đâu rồi, cho Bubi đi. Bò chín rồi. Chạy đâu rồi biết nữa. Cái thằng chồng cũ này đây đi. Chồng cũ đâu rồi? Thằng đó nó nhiều tiền lắm á. Còn cái thịt kia cho son lục nữa hay gì á? Anh Tâm muốn kho hay là làm gì? Kho ăn cơm hay làm gì? Anh ấy thôi, anh chờ. Luộc đi. Bò nước mắm à? Cái này là bò hay gì à? Heo cho vào kho đi, cho chảo là xào lên là được. Xào vô luôn à? Cho chảo á. Xào lên đây. Xào đây thôi. Đổ tao không mua đổ ấy, đổ này nó kêu chứ. Đưa thôi. Đưa nước này hơi kêu, ăn nó sạch thôi. Còn nấu nướng thì nấu bằng đuốc tre. Kính rồi nhấp đúng không? Thơm đấy. Thư Kỳ nó tới tháng nó sư hội Dượng lại đấm lưng như nó kìa, nó bị đau lưng kìa. Bóp vai nó kìa. Bóp vai. Nó Dượng làm mệt nó không lại đấm nữa thôi, Dượng đấm nó.
thứ kỳ chỉ ngồi ăn không chăm sóc dưỡng hết này, kiểu chăm sóc như này này, dưỡng tình nguyện phục vụ mà. Thôi cái thịt kia dựng dựng cho cái nồi nồi cơm kia dựng luộc nó đi cho nó không, cái này chăm độ lên cho ăn cho ngon. Kho đi kho cái mình làm nước thắng màu á. Có hết có đường đấy, thắng màu kho nó ngon hơn chứ. Chữ hay luộc cái này đã có rồi, chút chữ có hay la lốt không, la lốt đằng sau kìa, la lốt làm chi, nêm vào cho nó thơm, có bước lại bước lát cắt á. Keo bò mà xào lá lốt ngon lắm. Không được. Cái này ngỏ thôi không được. Nó chết rồi. À, là cái thằng hồi xưa nó vẽ chưa xong là nó đi rồi hả? Nó đi giật đồ, nó bị tọc kia chết. Thằng xăm hình đó hả? Sao nó xăm xấu đấy. Nó cầu bằng kia thì nó 282 như vậy. Như vậy. Nó tình phong. Đi giật đồ xong rồi sao nữa? Nó bị tài dí, nó lủi vô xe chết luôn. Trời. Sao bạn dượng ghê vậy? Bạn dượng tần mấy thứ dưỡng. Thì kia nó phải giật đồ, nó chống. Sao bạn dượng lại còn như thế? Sao bạn dượng không xăm kiếm tiền mà lại đi làm cái điều đấy hả? Thì nó lúc trước nó cũng có tiền mà đều có cái sau này nó bị dính á, nó vô bác sĩ á, rồi xong rồi nó không có tiền chưa lấy nữa thì nó phải đi giật đồ rồi. Nó không giật đồ sao nó lo cho nó. Dượng qua cái lưng cho tụi con cô bác khán giả coi coi. Con rồng đẹp quá. Dượng ngồi xuống không thấy gì hết. Con này con gì ta? Con rồng à? Tính trăm nguyên con nguyên tòa lâu đài á, con rồng nó quấn lại mà đau quá. Nó vẽ chả ra con gì hết. Sao dựng giang hồ mà sao dựng nửa mùa vậy? Sao dựng những kiểu giang hồ nửa mùa vậy? Dựng giang hồ mõ mà. Cái kim mà đâm vô người ai chịu nổi. Dựng giang hồ sợ đau. Giang hồ sợ đau. Giang hồ yếu vậy? Sợ đau à? Nói với con dưỡng giang hồ mõi nha. Rồi bò con nấu kêu mua bia đi. Anh ơi đi mua bia lên đây. Vô đây cho mấy anh em nhậu dưỡng nhậu với nè. Trời. Nay dưỡng nhậu được khoảng 5 thùng không? Dưỡng kìa nó thách đố dưỡng nhậu được 5 thùng không kìa. Thôi năm hùng không đủ đâu, quên năm hùng mà uống sợ không nổi. Tí nó về hai về solo đi. Ví dụ mà uống hùng với lít rượu nữa là được. Bữa Dượng kêu đem rượu qua mà không thấy rượu vậy. Bây giờ con trở về. Quên. Trở Dượng về lấy rượu ha. Cũng được. Bây giờ uống xong rồi Dượng có mạnh không, làm cây thì... mạnh không vậy? Dượng uống xong rồi Dượng nằm nghỉ một chút, Dượng mới khỏe, mới có sức. Có cây được hả? Là gãy luôn thư kỳ, coi như là phải xin tha đó. Chứ thí dụ như Dượng mệt, Dượng nằm ngủ mà thằng nhỏ Dượng vẫn còn sống. Nó vẫn còn hức, tại biết sao. Sao Dượng? Nhỏ Dượng lúc nào nó cũng hức chờ thư kỳ hết á. Thằng nhỏ Dượng khỏe hơn Dượng. Dượng thì Dượng đi ngủ thôi. Cái điêu sáng Dượng này tóc bạc hết rồi, xuất nhiều quá. Có vẻ không được bình thường không? Chắc mai mốt gì chắc kêu kèm nhậm tóc đi Dượng. Trên kẻ rồi. Nhưng mà nhuộm bằng cách nào? Mình mua về hả? Mình nhậm dễ mà. Tự mình nhậm cũng được mà. Cứ chét lên đầu, so gãi cái để 15-20 phút cái mình gọi đầu cái mình gọi xà bông cái nó đen rồi. Sao dựng dài như thế mà dựng xì tin thế nhỉ? Trời, dựng tính nhậm vàng luôn á. Nhưng sợ gái chê á. Mình phải già chứ mình cũng phải không trang trang trí cái thể xác mình lại cho nó trẻ lại để còn có người này người kia. Sợ gái chê ha.
dựng nấu cái gì thấy vất vả quá. Không biết nấu ăn hay sao? Bây giờ nó không nó dựng đảo nó hết, nó không kịp chín luôn Dượng ơi. Trên này, trên này. Cứ để dưới này đi. Chín rồi Dượng. Chưa đâu. Chín rồi. Chín là chín. Chín rồi, nóng chín rồi, nóng lên rồi. Dựng nóng làm sao nó sẵn rồi. Bầu. Bầu này đấy, bầu cần bầu chín. Chín rồi. Không biết ẩm thực cứ dựng thôi. Dựng là hồi xưa làm đầu bếp à? Để cửa coi lại ống bấm đúng không gì? Đúng rồi, dưỡng chuyên gia. Đây. Quên dầu ăn đi dưỡng. Dưỡng cũng biết sờ tay, nóng hay chưa? Chuyên nghiệp đấy. Dưỡng chạm vào thứ thôi. Dưỡng rất là tỉnh đúng không? Dưỡng chưa xỉn đâu. Dưỡng còn rôn rôn lắm. Sao con kia nó cứ nằm sạng háng vậy ta? Bà chăm sóc Dượng đấy chứ, nó ngồi không ấy. Đều quen rồi. Chứ mà Dượng mà ăn no, Dượng khỏe là em hơi mệt với Dượng đó. Tình cảm ấy. Là nằm dưỡng sức rồi, lặng có gì lát còn phục vụ ổng nè. Ổng khỏe lắm nha. Tay chân Dượng cứ rung rung nữa hả? Sao Dượng bị dù ấy. Ừ, do là sáng giờ ông chưa ăn gì đó chứ không thôi dễ gì tha cho ông với con cái rồi. À Dượng ăn nhiều đường thế. Dượng thắng đường à? Thắng đường có ăn thế tí Dượng gọi có gì mà thực sự mà bắn vô mắt thì Dượng à không sao nhiều Dượng nhiều quá. Dượng có chừng dượng có xuất vào đấy không? Thế con rùa đấy Dượng bắt là Dượng tính làm gì? Con cho con nó ngồi đi. Về nuôi cái hồ này hả? Nuôi ba chục tỷ nó ngồi đi chơi. Ừ. Cái nhiều khi không có Dượng ở nhà nó không buồn nó ngồi nó biết chơi ăn chơi chứ không rùa. Ừ. Con rùa nó bắt được cá sống không? Nó đang bơi bắt được không? Đúng. Nhanh vậy luôn hả? Ở đây nó đầy ngày chắc là mấy con cá trong hồ này chết hết. Kệ nó. Dượng thơm quá Dượng ơi. Thơm quá. Dượng đi lên quá. Hả? Mấy con hành nữa. Mấy con hành lấy hả? Mà có khi nào Dượng chơi nó trên võng không? Võng sạch nhạt mặt. Sao em may cái gì trắng vậy? May mặt đầm ấy. May để riêng đàn ấy. Cái này hả Dượng? Này không anh, lấy nhiều không nè? Lấy nhiều chứ. Lấy gì? Cái nữa cái Dượng cái. Dượng cái. Nhớ không? Nhớ không? Lấy hết luôn. Tối Dượng chiều. Yeah. Rồi. Hết rồi. Dượng vui là được. Dượng mà thấy nấu ăn thấy nguy hiểm thế nào nhỉ? Sợ Dượng. Con cũng sợ Dượng lắm mày đó. Ui mẹ ơi. Ui dồi ôi. Dượng nấu cái gì vậy? Gà hả? Bò, thịt heo. Dưỡng nấu điêu luyện nhỉ? Dưỡng đầu tư ghê, mua bao nhiêu thịt bò, thịt heo, con sư tùy ăn. Ừ. Chiều chuộng quá. Chỗ này cũng phải 500 nghìn á. Ừ. Ăn đồ bổ không nè. Dưỡng vào sinh ra tử. Chứ Dưỡng có biết các bạn. Trailer phần 5 tiếp theo ở phía xa xa kia chắc chắn là sẽ ở tập sau chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng chứng kiến ông cha Dượng hình xăm kinh hoàng
của ông cha Dượng ở một chỗ bí mật mà mọi người có thể ít ai mà ngờ tới. Cả nhà cùng, ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay đăng ký kênh, follow and subscribe nha cả nhà. Cái bao này ông giấu cái gì đây? Cái bao như là ông cha Dượng giấu gì anh em ơi? Tập trung bới bao này ra để tìm xem trong nó có gì. Và hiện tại đã có một số cái video đang hiện lên hiển thị lên trước mặt mọi người, cả nhà hãy cùng ấn vào để xem tiếp. Còn không thì coi lại những phần tập trước nha cả nhà, để nắm rõ, để hiểu rõ câu chuyện tại sao nó thu hút được 5 triệu, 7 triệu lượt xem trên tất cả nền tảng nha cả nhà. Cả nhà đừng quên nhấn vào xem nha.